Mở đầu bộ phim là khung cảnh đuổi bắt của một anh cảnh sát đẹp trai với một tên tội phạm bắt cóc cực kỳ nguy hiểm. Cả hai đuổi bắt nhau parkour các kiểu con đà điểu. Sau đó là rượt đuổi bằng xe ô tô vô cùng gay cấn. Cảnh này phải ngốn của các nhà làm phim khá nhiều tiền kỹ xảo và diễn viên đóng thế. Tiếp đó là cảnh anh trai này giao chiến với một đám tội phạm trong hầm gửi xe để cứu con tin. Nhưng toàn bộ chỉ là một cảnh trong cuốn tiểu thuyết hành động của thiên tài tiểu thuyết Kỳ Liên Sơn. Anh đang vô cùng hào hứng khi nghĩ ra một phần mới của cuốn tiểu thuyết. Bên này, nữ chính Lưu Hà đang trên đường tới buổi hội nghị thì gặp một anh trai trông có vẻ bất ổn về tâm lý. Vô tình cô lại gặp anh này ở trong thang máy nhưng cũng không để ý cho lắm, chỉ thấy là anh này chọn lên tầng thượng. Sau đó cô đến buổi hội nghị chuyên về chữa các bệnh tâm lý con người. Hỏi ông quản lý thì được, hay tầng thượng thì chỉ có nắng và gió thôi chứ không có hội nghị nào hết. Thế là Lưu Hà vội vã chạy lên trên đó để xem tình hình. Anh trai vừa rồi thì đang lang thang ở lan can tầng thượng tính làm người bay. Lưu Hà tới nơi lập tức gọi ngay đội hỗ trợ. Sau đó cô từ từ đi tới nói chuyện với anh trai đó để cho anh giữ bình tĩnh. Biết thừa là anh lên đây để tự tử nhưng cô cố gắng câu giờ. Hỏi ra thì biết anh này thua lỗ khi làm ăn nên không thể chấp nhận nổi số phận. Đội hỗ trợ cứu hộ lúc này cũng đã đến nơi và bắt đầu công tác giải cứu. Liên Sơn cũng ở đó chứng kiến và thán phục cô gái tư vấn tâm lý kia mà cũng có thể cứu người được ư. Phía trên tầng thượng lúc này cũng đang rất căng thẳng. Lưu Hà cùng đội cứu hộ phối hợp. Lưu Hà chơi bài đánh đòn tâm lý, dùng sức mạnh của gia đình để làm lay động anh trai kia. Khi anh trai lơ là cảnh giác thì đội cứu hộ đã xông tới khống chế không anh ta làm điều dại dột. Sau pha giải cứu đó, Lưu Hà được tất cả mọi người ở hội nghị tán dương. Cô tự tin đứng trước đám đông phát biểu khẳng định sẽ giúp đỡ tất cả những ai đang gặp khó khăn về vấn đề tâm lý, và bệnh tâm lý không phải là tai ương thảm họa gì cả. Chuyển cảnh bên này, Liên Sơn tới nộp bản thảo cho cuốn tiểu thuyết nhưng lại bị ông anh chê lên chê xuống vì quả kịch bản vô cùng thiếu logic. Anh ta muốn Liên Sơn sửa kịch bản sao cho phù hợp với thị hiếu nhưng là một tiểu thuyết gia cứng đầu, Liên Sơn không đồng ý. Cãi nhau một hồi không tìm được tiếng nói chung nên Liên Sơn đã xin nghỉ việc và ra về, nhưng ông anh kia đã đuổi theo thuyết phục. Thế là Liên Sơn nguôi lòng đồng ý sửa đổi và tình huynh đệ lại gắn bó như xưa. Kết thúc công việc, Liên Sơn trở về nhà và bắt đầu cuộc sống của một người độc thân. Nhưng đen thay là tối đó cô chủ nhà mà anh đang thuê đến đòi lại căn nhà để cho người nhà họ về ở. Chuyển nhà đột ngột như này, Liên Sơn không kịp chuẩn bị gì làm anh đơ người luôn. Thế là bây giờ anh từ người độc thân trở thành người vô gia cư luôn. Cũng may có cô bạn Viên Nguyên tốt bụng đã đón anh về nhà mình để tá túc một thời gian, chờ đến lúc anh tìm được nơi ở mới rồi tính tiếp. Cả đêm hôm đó bố này cũng chẳng ngủ nghe gì mà ngồi sáng tác tiếp tình tiết cho cuốn tiểu thuyết của mình. Sáng hôm sau, Lưu Hà cùng cô bạn Kim Nhiên đi xem nhà để bắt đầu cho công việc mới ở thành phố này. Bên này, Liên Sơn cũng được cô bạn Viên Nguyên tìm giúp một căn hộ mới để chuyển tới đó sống. Gọi điện cũng may là hẹn được người chủ nhà để dẫn họ đi xem phòng. Cả hai cùng đi tới căn nhà đó thì thấy mặt bằng ở đây khá đẹp và ưng ý. Người dẫn họ đi xem nhà trùng hợp lại là Kim Nhiên, bạn của Lưu Hà. Kim Nhiên ra ngoài nghe điện thoại thì chạm mặt ngay ông anh của Liên Sơn. Chắc sẽ có lương duyên gì với nhau chăng? Sau khi xem phòng, Liên Sơn và Viên Nguyên mới nhận ra là họ sẽ phải ở ghép. Liên Sơn muốn tìm chỗ khác nhưng vì ở đây chỉ phải trả 4.000 tệ. Là một cái giá quá hời nên ông anh khuyên Liên Sơn nên suy nghĩ lại. Tiền ít mà còn đòi hít đồ thơm thì không có đâu em ạ. Ông anh cố gắng thuyết phục Liên Sơn rồi bảo anh đi loanh quanh xem phòng để cảm nhận. Liên Sơn bất ngờ thấy một ban công trong lành với rất nhiều cây cối, làm anh nhớ lại những ngày tháng thời ấu thơ khi còn được ở bên bố mẹ. Sau đó Viên Nguyên và ông anh cùng diễn một vở kịch mượn gió bẻ măng để nói ra nỗi thống khổ khi phải đi thuê nhà cho Liên Sơn. Thấy vậy nên Liên Sơn liền đồng ý ở ghép tại căn nhà này, khiến hai người kia rất vui vì đã đạt được mục đích. Tối hôm đó, Lưu Hà đang đi chợ về thì bất ngờ bị một người quen là Trương Thuận tấn công. Hắn ta là chủ nợ của cô và đến để đòi tiền Lưu Hà. Hắn chấn lột rồi còn gây khó dễ cho Lưu Hà, bắt cô phải chuyển cho hắn 10.000 tệ. Thật may lúc đó Liên Sơn đang trên đường chuyển đồ tới thấy bất bình nên lên tiếng làm tên kia sợ chạy mất dép. Anh cũng nhận ra Lưu Hà là nhà tâm lý đã cứu người trên tầng thượng hôm qua. Tính báo cảnh sát để bắt tên lưu manh kia nhưng Lưu Hà đã ngăn lại vì không muốn nhiều chuyện. Sau đó Liên Sơn dọn đồ đến căn nhà mới và cảm thấy rất thích thú với nơi đây, cũng định làm quen với người ở ghép nhưng mà nghĩ thế nào lại thôi. Lưu Hà thì từ phòng tắm đi ra thấy có người lạ trong nhà thì tưởng là trộm đột nhập. Lúc này Lưu Hà và Liên Sơn lại chạm mặt nhau ở bếp, hai người tay lăm lăm con dao định xiên nhau vì tưởng đối phương đột nhập có ý đồ xấu. Sáng hôm sau, Kim Nhiên và Lưu Hà đã gặp ông anh giả trấn để bắt đền vì không nói trước là ở ghép với người khác giới. Hơn nữa tên Liên Sơn kia đêm hôm còn nói chuyện một mình như thằng dở, anh trấn phải giải thích đó là đang lấy cảm hứng sáng tác tiểu thuyết. Liên Sơn bên trong nghe mình bị chửi thì khá cay cú đòi chuyển nhà luôn, nhưng Nguyên Viên khuyên anh cố gắng viết cho xong tiểu thuyết, việc còn lại để cô lo. Nguyên Viên mang hợp đồng ra để nói chuyện, vì giấy trắng mực đen đã ký, nếu hai cô kia hủy hợp đồng thì sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền.
Thôi thì đằng nào cũng vậy, Nguyên Viên xin cho Liên Sơn ở đây để viết nốt tiểu thuyết rồi cô sẽ tìm nhà cho anh ta sau. Tối đó Liên Sơn tiếp tục sáng tác những cảnh hành động của cuốn tiểu thuyết, và lần này anh có một chi tiết đặc biệt. Gương mặt có nữ chính đã xuất hiện và không ai khác chính là Lưu Hà. Ở phòng bên cạnh, Lưu Hà cũng mất ngủ vì bố này cả đêm cứ lục đục sáng tác chuyện mà không để cho ai ngủ. Hôm sau anh chán đọc kịch bản thì khá bực mình vì Liên Sơn cho nữ chính xuất hiện lộ mặt được đúng một giây. Thế này ai mà biết mặt mũi nữ chính thế nào mà lần. Liên Sơn đành lên phố tìm kiếm một khuôn mặt phù hợp nhưng lại chả có ai ưng ý cả. Anh về nhà đi ngủ thì hàng đống cuộc gọi mời mua xe gọi tới phá hỏng giấc mộng của anh. Thì ra là ông anh giả Trấn đã lên mạng tìm hiểu mấy công ty mua xe trả góp và đăng ký số điện thoại của Liên Sơn. Liên Sơn gọi điện chất vấn anh trai bảo muốn mua xe thì tự đi mà mua, đừng làm phiền tới anh. Ở bên này, phòng Lưu Hà bật nhạc khá to để làm việc cho có cảm giác chill chill. Liên Sơn không chịu được liền sang than phiền với Lưu Hà. Và sau một thời gian, anh Trấn cũng mua được chiếc xe riêng cho mình và cảm thấy rất hứng thú. Chuyển cảnh hôm đó, Lưu Hà có một buổi chữa trị tâm lý cho một khách hàng tại nhà của cô. Sau một hồi dùng các biện pháp thôi miên, Lưu Hà cũng đưa được khách hàng đó vào tiềm thức. Đang căng thẳng thì bị một tiếng động phá tan bầu không khí. Không ai khác, đó chính là tiếng ngáy ngủ của Liên Sơn ở phòng bên cạnh. Đang định thôi miên lại một lần nữa thì bố này lại càng ngáy to hơn, khiến Lưu Hà rất bực mình. Cô sang gõ cửa để chửi anh nhưng anh ngủ say quá có biết trời đất gì đâu. Sau đó Lưu Hà tới gặp trợ lý của một bà tên là Sếp Hương và khá là khó tính. Vì lần trước thể hiện tốt nên Lưu Hà đã được bà Khương nhận lời chữa trị và hợp đồng lần này khá lớn, làm Lưu Hà rất vui. Trở về nhà thì thấy Liên Sơn đã ngồi sẵn ở đó nên cô muốn nói chuyện rõ ràng. Vì tính chất công việc nên Lưu Hà cần một không gian yên tĩnh để làm việc. Nhưng Liên Sơn lại ngáy như bò giống nên cả hai cần thống nhất về thời gian biểu của nhau để tránh làm ảnh hưởng. Sau một hồi bàn bạc thì cả hai cũng đồng nhất được về vấn đề sinh hoạt cá nhân để tránh làm ảnh hưởng đến nhau. Chuyển cảnh, anh Trấn gọi Liên Sơn đi ăn mì để tâm sự tí chuyện. Sau đó anh dẫn Liên Sơn tới xem một căn nhà lớn và cho biết đây sẽ là văn phòng mới của mọi người. Liên Sơn thì bán tính bán nghi nhưng khi nhìn thấy bản hợp đồng thuê nhà đã ký 3 năm thì vô cùng bất ngờ. Anh cũng sẽ không cần phải sống chung với Lưu Hà nữa. Điều này làm hai anh em vô cùng vui sướng vì họ sắp bắt đầu một chặng đường mới. Liên Sơn về khoe ngay với Lưu Hà và cảm thấy rất vui khi không còn phải làm phiền nhau nữa. Bên này anh Trấn và Viên Nguyên cũng đang tất bật để dọn đồ chuyển văn phòng mới. Tại đài truyền hình ta được gặp anh Cảnh mới đi công tác trở về. Một người rất tài năng và được nhiều người mến mộ vì cách anh làm phim khá đỉnh và bắt kịp xu hướng. Ngày làm việc đầu tiên ở văn phòng mới, hai anh em Liên Sơn đã không mấy vui vẻ khi nhắc về vấn đề tiền lương thì anh Trấn cứ bơ đi và khất hết lần này đến lần khác. Không còn cách nào khác, anh Trấn đành phải liên hệ với một vị đạo diễn để kết hợp dựng phim tác phẩm của Liên Sơn. Có như vậy thì bọn họ mới không uổng phí công sức và phát tài được. Liên Sơn cũng không kịp hiểu gì luôn. Sau đó Liên Sơn hẹn gặp cô biên kịch đài truyền hình để bàn bạc về cuốn tiểu thuyết dựng thành phim. Bên ngoài quán cà phê là Lưu Hà và anh Cảnh cũng đang tâm sự với nhau. Anh Cảnh đây lại chính là anh trai của Lưu Hà và hai anh em đang gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế. Giờ cô lại còn thuê nhà để khởi nghiệp, làm anh Cảnh rất lo. Nhưng anh cũng động viên Lưu Hà và hứa sẽ giúp hết sức nếu em gái cần bất cứ điều gì. Bên trong, Liên Sơn và cô nàng Tiểu Bạch kia đã không tìm được tiếng nói chung vì Liên Sơn chỉ là một tay mơ trong việc dựng kịch bản thành phim. Vì để hụt mất cơ hội dựng thành phim nên anh Trấn đã mắng Liên Sơn một trận, sẽ tìm một cơ hội khác để kết hợp với các nhà làm phim. Tối đó Liên Sơn bắt đầu nghiên cứu các bộ phim, Lưu Hà rảnh nên cũng ghé qua ngồi xem cùng anh. Cả hai cùng tâm sự và xem phim rất hòa thuận khiến Liên Sơn có đôi chút cảm tình với cô nàng này. Sáng hôm sau Lưu Hà gõ cửa gọi Liên Sơn dậy ăn sáng nhưng mãi không thấy anh trả lời. Lưu Hà và cô bạn Kim Nhiên liền nghĩ anh gặp chuyện không hay nên lập tức xông vào phòng kiểm tra. Thấy anh nằm gục trên sàn, tưởng anh đã hẹo nên vô cùng hốt hoảng. Lưu Hà tính hô hấp nhân tạo cho Liên Sơn thì đột nhiên anh dai mở mắt giật cả mình. Trong giờ làm việc hôm đó, Lưu Hà gặp phải một khách hàng có vấn đề nặng về thần kinh nên Lưu Hà khuyên anh ta nên tới bệnh viện để điều trị bằng thuốc. Chứ chỗ cô chỉ tư vấn về tâm lý thôi. Khách hàng này vô cùng tức giận vì điều đó nên lớn tiếng chửi mắng. Liên Sơn ở phòng bên nghe thấy nhưng cũng không có động thái gì vì đấy cũng chẳng phải việc của anh. Lúc ra ngoài đi ẻ thì vô tình gặp anh trưởng khoa Dương tới chơi. Liên Sơn lại cứ tưởng anh này là khách hàng chữa bệnh tâm lý nên cũng kệ. Anh Dương thấy nhà của Lưu Hà lại có đàn ông nên sinh nghi và vào phòng của Liên Sơn để kiểm tra. Liên Sơn ẻ xong đi ra thì rất cáu khi thấy anh Dương ở trong phòng mình làm mất cả không gian riêng tư. Hai bên đôi co một hồi không ai chịu nhường ai. Cũng may Lưu Hà trở về giải thích chỉ là hiểu nhầm và cô đang ở ghép với anh chàng Liên Sơn đây chứ không có vấn đề gì. Anh Dương cũng khuyên cô nên mở một phòng khám riêng hoặc ít nhất là không ở với người lạ như thế này. Chắc anh có tình ý gì với cô chăng? Tối đó khi đang sắp hoàn thành tiểu thuyết thì máy tính của Liên Sơn bất ngờ gặp trục trặc do bố này đã làm đổ chai nước vào máy tính trước đó. Gọi điện cho thợ sửa thì họ từ chối vì không còn thợ. Mà ngày mai là hạn nộp kịch bản cho bên làm phim mất rồi.
Anh Trấn rất bực mình vì sự thiếu trách nhiệm này của Liên Sơn và mắng anh một trận te tua. Trở về phòng làm việc, Liên Sơn đành phải lấy máy tính cũ ra để chạy deadline cho thỏa lòng anh Giai Gia Trấn. Đang nhiên thì cả nhà mất điện do sự cố cháy chập, thế là Liên Sơn và Lưu Hà thắp nến và cùng nhau ngồi làm việc. Vì kịch bản cũ ở máy tính hỏng nên Liên Sơn rất lo lắng sợ không viết kịp cho ngày mai. Đột nhiên Lưu Hà thấy kịch bản đó ở trên bộ nhớ online của cô. Thì ra cả hai xài chung một tài khoản lưu trữ nên Lưu Hà đã gửi cho Liên Sơn để anh hoàn thành nốt phần cuối. Liên Sơn rất cảm kích vì điều này. Đêm đó cả hai vừa làm việc vừa vui vẻ nói chuyện với nhau. Sáng hôm đó Lưu Hà đã gọi thợ điện đến sửa và nhờ Liên Sơn trông hộ khi thợ điện làm việc. Mặc dù rất buồn ngủ nhưng Liên Sơn vẫn cố thức để chờ anh thợ điện đó sửa cho xong. Tại công ty của Lưu Hà lúc này đang có một anh béo nổi cơn điên và chỉ muốn được gặp Lưu Hà. Anh ta đập phá đồ đạc mặc cho bảo vệ có khống chế, cũng may Lưu Hà kịp thời tới nơi và bình ổn tâm lý anh béo đó. Sau một hồi áp dụng các nghiệp vụ tâm lý thì anh béo cũng bình tĩnh lại và được đưa đi chữa trị. Sau sự cố đó, trưởng khoa Dương không hề hài lòng về cách xử lý của Lưu Hà vì nhỡ may có chuyện gì ngoài ý muốn thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm. Thấy anh Dương làm sếp nhưng có vẻ thích làm cả bố người ta nên Lưu Hà không ngần ngại mà xin nghỉ khỏi công ty này luôn. Lưu Hà trở về nhà thì thấy Liên Sơn vẫn đang cố thức để chờ cô về. Điện anh cũng đã sửa xong và giờ cần phải đi ngủ để lấy lại sức. Cảm kích về hành động đó nên sáng hôm sau cô đã cẩn thận chuẩn bị bữa sáng cho Liên Sơn khiến anh rất vui. Chuyển cảnh sáng hôm sau Liên Sơn đi chợ về thì bất ngờ thấy anh Trấn và Viên Nguyên đang nấu ăn trong nhà mình. Vì thấy có lỗi khi đã mắng Liên Sơn hôm trước nên anh Trấn đã mua tặng em trai một dàn máy tính mới coi như đền bù sai sót trước kia. Liên Sơn không ngờ ông anh mình lại hào phóng như vậy và cảm thấy rất vui. Tối đó cả nhà cũng ngồi quây quần bên nồi lẩu để ăn mừng, trong đó có cả sự tham gia của Lưu Hà và Kim Nhiên. Anh Trấn cũng hẹn Liên Sơn ngày mai 9 giờ dậy để đi gặp phía đối tác làm phim cho kịch bản của anh. Sáng hôm sau hai anh em Liên Sơn đến gặp đội biên kịch, vừa đến đã bị chê ỉ ôi vì cái tác phong kém chuyên nghiệp của hai người. Cả đội súng vào mỉa mai hai anh em mặc cho anh Trấn có giải thích thế nào cũng không ăn thua, thế là cả hai bị bà sếp kia đóng cửa tiễn khách luôn. Ra ngoài anh Trấn gọi điện để tìm bên đối tác mới nhưng cũng không ăn thua. Liên Sơn bất bình hỏi anh trai sao lại phải hạ mình nghe những lời mỉa mai đó nhưng anh Trấn vẫn rất vui vẻ. Vì cuộc sống này còn rất nhiều thứ phải nhẫn nhịn để đạt được mục đích. Cơ hội trong ngành này là rất nhỏ, nếu không tìm cách để tạo cơ hội thì sẽ rất khó để thành công. Liên Sơn nghe xong thì cũng chẳng hiểu gì luôn. Bên này Lưu Hà cũng đang gặp khó khăn khi hợp đồng chữa bệnh tâm lý với bà sếp Hương đã bị hủy bỏ do cô không còn đủ tín nhiệm và đã nghỉ việc ở công ty tổng. Hủy luôn cả lịch tư vấn cá nhân của cô luôn. Lưu Hà và Liên Sơn hai màu tâm trạng buồn bã ngồi tâm sự với nhau về những thất bại vừa xảy ra. Lưu Hà dù buồn bã nhưng vẫn động viên Liên Sơn hãy luôn cố gắng. Cô rủ anh đi ăn mì cho khuây khỏa nhưng anh đã từ chối. Trở về phòng, Viên Nguyên đã đưa cho Liên Sơn một khoản tiền để trang trải cho cuộc sống. Kịch bản không xuất đi được cũng không có tiền nhuận bút nên anh đành cầm tạm số tiền này để sống qua ngày. Có tiền là có ngay cảm hứng sáng tác nên Liên Sơn tiếp tục hoàn thiện nốt bộ tiểu thuyết trinh thám của mình. Bên này công ty Bowman, trưởng khoa Dương đang được cô thư ký thông báo về việc mất hợp đồng do Lưu Hà đã nghỉ việc và đây là một thiệt thòi vô cùng lớn. Nhưng anh Dương này là một trưởng khoa tâm lý mà lại có bệnh nặng về tâm lý luôn. Sáng hôm sau Lưu Hà bất ngờ thấy đoạn hội thoại của cô và anh Dương trước khi nghỉ việc bị tung lên mạng. Đám phóng viên thì đã bu đầy ở cửa công ty để săn tin vì trong câu chuyện kia đã bị chỉnh sửa với một nội dung vô cùng ác ý khi nói về những bệnh nhân chữa tâm lý ở Bowman. Đây toàn bộ đều là kế hoạch của trưởng khoa Dương. Cũng vì chuyện đó mà hôm nay Liên Sơn về nhà thấy bên dưới đông vui nhộn nhịp hẳn. Lên tới phòng mới biết là đám phóng viên săn tin Lưu Hà đang trực chờ để phỏng vấn cô. Anh liền lên mạng tìm hiểu vụ việc và trả lời những bình luận tiêu cực về Lưu Hà. Cố gắng thanh minh cho cô nhưng một mình anh không thể nào thắng nổi đám cư dân mạng đó. Lưu Hà lúc này đang tạm lánh ở nhà anh Cảnh. Vì những lúc hoạn nạn như này chỉ có gia đình mới là điểm tựa vững chắc cho bản thân. Tối hôm đó Lưu Hà trở về nhà thì bị tên chủ nợ Trương Thuận tới quấy rầy. Hắn lại đòi tiền cô một cách đầy bạo lực. Liên Sơn lập tức xông ra giải vây cho cô. Biết hắn chỉ muốn tiền nên Liên Sơn liền đưa cho hắn hết số tiền phụ cấp của mình để hắn mau cuốn xéo khỏi đây cho khuất mắt. Tối đó cô chuyển khoản trả lại anh số tiền. Cũng đặc biệt nấu cho anh một bát mì thay cho lời cảm ơn đã giúp đỡ. Nhìn bát mì mà lòng Liên Sơn đau như cắt. Anh nhớ về thời thơ ấu khi bố mẹ đã mất hết để lại anh với người cậu là người thân duy nhất. Họ cũng nhận được một khoản tiền bảo hiểm trợ cấp để nuôi dưỡng Liên Sơn. Hôm đó là sinh nhật của Liên Sơn và anh còn được bà mợ nấu tặng một bát mì trường thọ. Nhưng hai người họ lại nhẫn tâm bỏ thuốc ngủ vào đó và bỏ đi trong đêm, để lại Liên Sơn bơ vơ một mình rồi lại phải sống nhờ vào trại trẻ mồ côi đến khi trưởng thành. Hai người cậu mợ đó cũng đã biết sai và hứa sẽ trả lại số tiền đã lấy cắp nên anh cũng không thèm truy cứu. Sau khi ăn bát mì đầy kỷ niệm đó, Liên Sơn lại bắt đầu có cảm hứng sáng tác bộ tiểu thuyết còn dang dở.
đang sáng tác hay thì anh Trấn nhắn tin đến yêu cầu Liên Sơn phải chỉnh sửa ngay bộ Thanh Xuân Vườn Trường để kịp thời gian đi nộp. Thế là Liên Sơn lại phải tạm ngưng bộ Hành Động Trinh Thám của mình lại để cắn răng viết bộ Thanh Xuân Vườn Trường. Lại còn phải theo đúng mô típ của nhà sản xuất, không được hoa mỹ quá mà phải hết sức chân thật về cảm xúc, đúng là làm khó người ta quá mà. Bên này Lưu Hà vào một trang mạng xã hội và nhớ về kỷ niệm năm xưa đã từng nói chuyện với một người bạn cũng rất đam mê văn học. Cả hai nói chuyện vô cùng ăn ý, nhưng bẵng đi một thời gian Lưu Hà không còn nói chuyện nữa. Đến nay cô đăng nhập lại để tìm người bạn kia nói chuyện, không ngờ tài khoản tên Mộ Vu Mâu ở bên kia lại chính là Liên Sơn của chúng ta. Cả hai rất vui mừng khi liên lạc lại với nhau, cùng tâm sự rất nhiều thứ chuyện trên trời dưới biển. Kết thúc cả hai rất vui khi lại được nói chuyện với nhau, chuyển cảnh Lưu Hà tới Bowman để tìm trưởng khoa Dương. Anh ta rất vui khi gặp cô nhưng lại bị Lưu Hà chất vấn. Cô biết thừa cuộc nói chuyện của hai người bị lộ là do chính anh Dương dàn dựng và tung lên mạng. Biết thừa anh Dương làm vậy là muốn cô quay trở lại Bowman và sẽ thanh minh cho cô nếu cô đồng ý quay lại. Nhưng Lưu Hà là một người rất chính trực và từ chối thẳng thừng hành động đó. Ở nhà của Lưu Hà, đám phóng viên vẫn đang trực chờ để săn tin về cô. Về bản ghi âm đó thì một anh bạn hâm mộ Lưu Hà tên Thần Thần đã giúp điều tra và phát hiện bản ghi đó đã được cắt ghép chỉnh sửa nhằm thay đổi nội dung. Anh bạn này vẫn muốn giấu mình để điều tra thêm giúp đỡ cho Lưu Hà. Tối đó Lưu Hà vì quá buồn nên làm vài chai bia và bật nhạc lớn để nhảy nhót. Liên Sơn thấy ổn nên sang phòng cô xem xét, tiện đà Lưu Hà rủ Liên Sơn tham gia với mình luôn. Cả hai uống hết hai két bia say ngoắc cần câu rồi nhảy múa loạn xạ. Liên Sơn còn phải dìu Lưu Hà về phòng nghỉ ngơi và ở đây cả hai đã có cơ hội tiếp xúc gần với nhau. Hôm sau tỉnh dậy, Lưu Hà nhìn Liên Sơn với một ánh mắt vô cùng ngại ngùng vì không biết hôm qua say quá có làm chuyện gì quá đáng không. Sau đó Liên Sơn tới nộp bản thảo kịch bản Thanh Xuân Vườn Trường. Lần này có vẻ tiến bộ hơn nhưng mà vẫn chưa làm hài lòng anh Trấn cho lắm. Anh ta nhận thấy Liên Sơn chưa từng yêu bao giờ thì lấy đâu ra kinh nghiệm viết tiểu thuyết yêu đương. Anh Trấn liền đề nghị viết về anh ta cho nó nhiều màu sắc nhưng Liên Sơn liền từ chối ngay. Nói bản thân sẽ cố gắng tìm cảm hứng nên anh Trấn cho Liên Sơn hạn là một tuần để hoàn thành và nộp lại. Liên Sơn về nhà tìm Lưu Hà để xin cô chữa cho mình bệnh tâm lý vì mấy hôm nay không có tí cảm hứng sáng tác nào. Cô liền dùng các nghiệp vụ tâm lý và bắt đầu tư vấn cho anh. Biết Liên Sơn đang bí ý tưởng viết tiểu thuyết nhưng đây không phải là chuyên môn của cô nên cô cũng chịu chết. Nhưng vì cô là con gái nên Liên Sơn muốn hỏi về hình tượng gu người yêu của cô. Lưu Hà cho hay gu của cô là bên ngoài năng động nghịch ngợm nhưng bên trong lại ấm áp thủy chung. Nói xong Liên Sơn liền có cảm hứng để sáng tác ngay. Hôm đó các đồng nghiệp ở công ty cũ cũng tới thăm Lưu Hà. Mong cô sớm quay trở lại công ty cùng mọi người. Lúc này Liên Sơn xuất hiện làm mọi người cứ nghĩ anh là bạn trai Lưu Hà, liền xin phép ra về luôn để tránh làm phiền đôi chim câu. Một lần khác Lưu Hà đang đi thì bị tên chủ nợ Trương Thuận chặn đường hỏi thăm. Lo cô nghỉ việc không có thu nhập sẽ không có tiền trả cho hắn nhưng Lưu Hà nói ắt sẽ có cách. Hắn cũng đe dọa nếu cô không trả sẽ nói ra một bí mật gì đó mà Lưu Hà đang cố che giấu. Một tuần sau Liên Sơn nộp bản thảo mới cho anh Trấn làm anh khá bất ngờ vì lần này Liên Sơn viết khá lên tay. Anh Trấn muốn biết từ đâu mà Liên Sơn lại có cảm hứng viết như vậy nhưng Liên Sơn không chịu tiết lộ. Ở đài truyền hình anh Cảnh đang cố thuyết phục ông giám đốc cho mình làm một chương trình về những người bệnh mắc vấn đề về tâm lý. Cũng là để quảng bá cho em gái Lưu Hà của mình sẽ làm nhân vật chính giúp đỡ các bệnh nhân, nhưng ông giám đốc có vẻ vẫn còn rất lưỡng lự. Tối đó về nhà Liên Sơn đặc biệt chuẩn bị một nồi canh gà vô cùng hấp dẫn để chờ Lưu Hà về ăn. Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy cô đâu, Lưu Hà lúc này đang ở nhà của Kim Nhiên và tâm sự rất nhiều chuyện buồn. Liên Sơn thì vẫn chờ Lưu Hà ở nhà đến nửa đêm mà vẫn chưa thấy cô về. Canh gà anh vẫn chưa dám ăn vì muốn đợi Lưu Hà về ăn cùng. Thế là anh liền về phòng tiếp tục sáng tác bộ Thanh Xuân Vườn Trường nơi anh và Lưu Hà làm nhân vật chính, một bộ tiểu thuyết tình cảm học đường vô cùng lãng mạn giữa hai người. Quá sốt ruột khi chờ Lưu Hà về nên Liên Sơn đã một mình đi tìm cô, anh tới cửa hàng tạp hóa hai người thương lui tới nhưng không thấy cô. Trở về nhà anh đứng ở trước cửa chờ Lưu Hà cả đêm, anh chờ luôn tới sáng tới gõ cửa phòng mà vẫn chưa thấy Lưu Hà về. Lại cất công đem hầm nồi canh gà một lần nữa cho nóng để Lưu Hà lát về ăn. Tại đài truyền hình anh Cảnh dẫn Lưu Hà tới để nói chuyện với ông trưởng ban Ngô về chương trình sắp tới. Hai anh em kết hợp phết năng lực chuyên môn của Lưu Hà lên một tầm cao mong được trưởng ban phê duyệt, nhưng cuối cùng ông ta vẫn muốn bàn bạc thêm với toàn hội đồng về dự án này. Sau khi anh Cảnh ra ngoài, Lưu Hà bắt đầu dùng nghiệp vụ nắm bắt tâm lý đọc ra vấn đề mà trưởng ban Ngô đang gặp phải. Gia đình ông đang gặp phải vấn đề ly hôn và đã lâu lắm rồi ông Ngô không về nhà thăm con gái. Lưu Hà cũng cho ông Ngô lời khuyên chân thành khiến ông rất vui và cảm kích. Qua lần này, trưởng ban Ngô đã có ấn tượng rất sâu sắc về nghiệp vụ tâm lý của Lưu Hà. Bên này, trưởng khoa Dương tới tìm Lưu Hà nhưng cô không có nhà. Anh ta bèn nói dối với bà chủ để mượn chìa khóa lên tìm tài liệu. Lên đến nơi thấy nồi canh gà nóng hổi liền hút vội được ba bát. Liên Sơn về thấy cảnh đó thì vô cùng tức mắt, lập tức đổ luôn nồi canh đã cất công chuẩn bị cho Lưu Hà đi.
Đúng lúc đó Lưu Hà cũng trở về, anh Dương cho biết công ty sắp mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực khác và mong Lưu Hà quay trở lại. Nhưng cô đã từ chối lời đề nghị đó. Lưu Hà cũng thấy được tờ giấy nhắn của Liên Sơn cảm ơn cô đã giúp mình có cảm hứng viết kịch bản. Chuyển cảnh ở đài truyền hình, anh Cảnh đang ra sức thuyết phục trưởng ban Ngô mong ông sẽ duyệt chương trình cho Lưu Hà. Anh thề thốt rằng đoạn ghi âm bị dò dỉ kia không liên quan gì đến em gái anh hết, đây sẽ là cơ hội để cho Lưu Hà thanh minh. Sau một hồi thuyết phục cùng với lần tư vấn tâm lý trước đó, trưởng ban Ngô đã đồng ý quay chương trình cho Lưu Hà. Anh Cảnh lúc này nghe xong thì vô cùng vui sướng, liền đi chuẩn bị ekip ngay. Trưởng ban Ngô cũng gọi điện luôn cho Lưu Hà để xin cô tư vấn thêm cách giải quyết chuyện gia đình. Anh Cảnh cũng vui mừng thông báo chương trình quay của Lưu Hà đã được phê duyệt. Hôm sau đội ngũ sản xuất ghi hình của anh Cảnh đã tới nhà của Lưu Hà để tiến hành quay chương trình về cô. Sau khi quay xong cảnh ở sân, cả nhóm tiếp tục lên tầng 2 để quay khu vực làm việc của Lưu Hà. Chán cái đang đến đoạn cao trào thì ông thần Liên Sơn thò cái mặt đần thối ra làm hỏng hết cả cảnh quay. Anh Cảnh ra bắt chuyện với Liên Sơn. Ăn đôi ba câu chuyện, anh liền ngỏ lời nhờ Liên Sơn quay vài cảnh của một người bệnh tâm thần giúp anh luôn. Liên Sơn thì ngơ ngác chẳng hiểu gì. Lưu Hà cũng ngỏ lời nhờ anh quay giúp mình thì Liên Sơn cũng ngậm ngùi đồng ý. Cả hai bắt đầu cảnh quay. Lưu Hà nói về vấn đề chuyên môn của cô, còn Liên Sơn thì liên tục kể tốt về cuộc sống của Lưu Hà và những lần cô đã giúp đỡ anh. Chuyển cảnh tối đó, Lưu Hà sang rủ Liên Sơn nghiên cứu ít tài liệu tâm lý cùng mình. Anh định từ chối nhưng cô biết thừa là anh đang rất bí ý tưởng để viết, dù anh đổi gió tí biết đâu lại có cảm hứng sáng tác hơn. Liên Sơn cùng ngồi lại xem qua một số hồ sơ bệnh án của khách hàng mà Lưu Hà đang phải giải quyết. Lưu Hà muốn xin suy nghĩ của anh thế nào để sắp tới quay tiếp chương trình truyền hình. Sau cuộc nói chuyện đó, Liên Sơn liền về phòng và lấy lại được cảm hứng sáng tác tiếp cho bộ Thanh Xuân Vườn Trường. Chuyển cảnh ở văn phòng, anh Trấn thấy dạo này thằng em mình có gì đó khác, tưởng em trai có tí vitamin tình yêu nên anh muốn tới nhà kiểm tra xem đó là ai. Nhưng Liên Sơn cản ngay, kẻo hỏng hết chuyện đại sự. Hôm sau vừa mở mắt, Liên Sơn đã nghe thấy bên dưới có một đám người ra sức chửi bới nói Lưu Hà là kẻ lừa đảo và muốn cô phải trả giá. Bà chủ nhà ra sức ngăn cản đám người đó và nghĩ cách giúp Lưu Hà. Liên Sơn bám theo hai tên tham gia phá bĩnh đó và biết chúng là cùng một dục với nhau. Ở đài truyền hình, một đám người cũng đang biểu tình gây rối đòi hủy bỏ chương trình của Lưu Hà. Cô vừa xuất hiện thì đã bị đám người đó bao vây tấn công, lực lượng bảo vệ ở đó cũng vô dụng. Cũng may Liên Sơn kịp thời có mặt giải vây cho cô. Trưởng ban Ngô lúc này đang rất không hài lòng về sự cố vừa rồi và đòi hủy buổi chiếu chương trình của Lưu Hà. Anh Cảnh ra sức thuyết phục vì trailer vừa mới đăng đã có phản hồi vô cùng tích cực, cơ sao lại phải bỏ vì lý do không đâu. Thì ra toàn bộ đám người gây rối đó là một tay trưởng khoa Dương sắp đặt để hại Lưu Hà. Tối đó Lưu Hà và Liên Sơn đi chợ về thì gặp Viên Nguyên. Cô tới là để thông báo đã tìm được nhà mới cho Liên Sơn và sẽ ở cùng anh Trấn. Nhưng Liên Sơn có vẻ lưỡng lự không như lúc đầu vì đang cảm thấy sống với Lưu Hà có vẻ tốt hơn. Nói dăm ba lý do để từ chối rồi anh chạy lên nhà với Lưu Hà luôn. Lên trên, Lưu Hà đang đích thân vào bếp nấu cho Liên Sơn một món mì vô cùng đặc biệt để cảm ơn anh đã giúp đỡ lúc sáng nay. Cả hai cùng ngồi ăn và tâm sự rất nhiều điều. Anh nói Viên Nguyên đã giúp mình tìm nhà mới nhưng anh lại muốn ở đây với cô lâu dài hơn, xin phép được gia hạn hợp đồng thêm vài năm. Không ngần ngại, Lưu Hà đồng ý luôn khiến Liên Sơn rất vui, nhưng đổi lại là anh cũng phải làm kha khá việc nhà giúp cô. Bên nhà mới của anh Trấn đã xảy ra một cuộc cãi vã khi tiền thù lao nhuận bút của Liên Sơn lại bị anh Trấn chuyển trước để trả tiền xe của anh ta. Viên Nguyên rất không hài lòng vì hành động ích kỷ này nhưng anh Trấn cam đoan sẽ gửi trả Liên Sơn không thiếu một đồng vào lần nhuận bút tiếp theo. Phía bên này, nhà anh Cảnh và Lưu Hà đang ăn mâm cơm nhỏ hạnh phúc to mà Liên Sơn đích thân nấu. Quả đúng anh Sơn, nhà ta đã đẹp trai còn đảm đang nữa chứ, 10 điểm không có nhưng. Nấu ngon đến nỗi anh Cảnh ăn no phưỡng bụng. Sau đó Lưu Hà mang hoa quả vào phòng và xem cách Liên Sơn viết kịch bản. Sau khi đọc xong, Lưu Hà thấy cái kết có vẻ không ổn cho lắm. Liên Sơn liền cho cô xem cái kết thứ hai anh đã chuẩn bị. Đây là một cái kết vô cùng cảm xúc mà anh tâm đắc nhưng anh Trấn lại không muốn viết như vậy. Liên Sơn còn cho Lưu Hà xem về bộ tiểu thuyết hành động trinh thám mà anh vô cùng tâm đắc. Đọc thấy toàn cảnh máu me chặt chém nên Lưu Hà sợ quá mà bỏ ra ngoài luôn. Chuyển cảnh sau khi viết xong kịch bản, hai anh em Liên Sơn tới gặp nhà sản xuất và có vẻ họ rất ưng tuyến nhân vật mà Liên Sơn tạo ra. Hứa hẹn một lần hợp tác vô cùng thành công. Cả lũ về ăn mừng bằng 3 hộp mì tôm và bắt đầu bàn bạc về ước mơ trở thành tỷ phú khi sự nghiệp thành công. Anh Trấn cũng dặn thằng em lưu ý sửa lại kịch bản lần cuối cho tốt. Tối đó về nhà, Liên Sơn thấy hai anh em Lưu Hà và anh Cảnh đang tranh luận về những lời thoại khi quay chương trình sao cho hợp lý nhất. Không tìm được tiếng nói chung, hai anh em liền lôi Liên Sơn vào để lấy ý kiến khách quan. Sau khi nghe một nhà biên kịch như Liên Sơn phân tích thì cả hai anh em cũng đã đi đến được thống nhất và thấy anh chàng này rất tài năng. Thấy Liên Sơn có vẻ giấu nghề nên anh Cảnh liền cho Liên Sơn làm biên tập viên văn học cho chương trình của Lưu Hà luôn. Liên Sơn ra sức từ chối mặc cho anh Cảnh có nài nỉ bắt ép. Thế nhưng một lúc sau, Liên Sơn cũng giúp Lưu Hà kiểm tra văn vở của kịch bản quay sắp tới.
Thấy anh ngồi hơi xa nên Lưu Hà kéo ghé anh vào ngồi cạnh bên mình để cho dễ giám sát. Những ngày sau đó, Liên Sơn tích cực sáng tác kịch bản cho Lưu Hà để cho công tác cảnh quay được hấp dẫn nhất. Anh Cảnh vui mừng ôm Liên Sơn vì kịch bản anh viết quá hay, giúp chương trình của anh ngày càng lan tỏa. Cùng với đó là rất nhiều lời khen có cánh dành cho ekip. Sau khi chương trình kết thúc, anh Cảnh vui mừng mời cả nhóm đi ăn xiên bẩn, nhưng cả hai có vẻ rất mệt mỏi nên anh đi trước để lại hai con người ngái ngủ ngồi nói chuyện với nhau. Xong kịch bản này, Liên Sơn sẽ phải hoàn thành tiếp kịch bản mà anh Trấn yêu cầu. Bên này, văn phòng anh Trấn đang vô cùng nóng ruột chờ kịch bản của Liên Sơn. Biết Liên Sơn viết giúp kịch bản cho cô hàng xóm, anh vô cùng tức giận vì anh nhờ thì trả giúp mà gái nhờ cái là giúp nhiệt tình ngay, thế mới cay chứ. Lưu Hà cũng gọi điện cho Viên Nguyên ở văn phòng cảm ơn vì đã giúp, cũng xin lỗi vì thời gian này Liên Sơn giúp mình sửa kịch bản nên sẽ ảnh hưởng tới thời gian sáng tác của anh ấy. Anh Cảnh nghe xong thì càng thêm tức, thì cứ cái đà yêu đương này Liên Sơn sẽ chỉnh mảng công việc mất. Viên Nguyên liền tới nhà để xem tình hình của Liên Sơn. Anh thì vẫn đang miệt mài hoàn thành nốt kịch bản của anh Trấn để kịp hạn nộp. Nhưng đã gần 4 ngày rồi anh chưa ngủ nên Viên Nguyên liền lôi anh lên giường ngay. Bố này định lên giường viết tiếp thì ngủ gục luôn vì đã quá mệt. Chuyển cảnh Lưu Hà ra ngoài thì thấy Liên Sơn vẫn đang hì hục viết. Biết mấy ngày nay anh ngủ không đủ giấc nên Lưu Hà cho anh bổ sung tí vitamin. Cô cũng cho hay trạng thái của anh đang không tốt nên không thể viết hay được. Giữ đầu óc tỉnh táo thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Lưu Hà tỉnh dậy lần hai vẫn thấy Liên Sơn đang miệt mài sáng tác bộ hành động trinh thám thì khá bất ngờ. Đầu óc anh này công nhận khỏe thức với khỏe sáng tạo thật. Sáng hôm sau, Lưu Hà vào phòng gọi Liên Sơn dậy ăn sáng thì thấy anh đang nằm vật ra sàn bất tỉnh nhân sự. Lần này là anh ngất thật nên Lưu Hà lập tức gọi cấp cứu. Ở bệnh viện, bác sĩ cho hay do suy kiệt sức khỏe nên Liên Sơn mới bị ngất như vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ khỏe trở lại. Bác sĩ còn dặn Lưu Hà nhắc nhở chồng mình hạn chế thức khuya thôi, không là ảnh hưởng đến việc sinh con. Bên này anh Trấn chờ mãi mà không thấy Liên Sơn nộp kịch bản. Viên Nguyên thì cũng không liên lạc gì được. Anh Trấn yêu cầu cô bằng mọi cách phải tìm được Liên Sơn và bắt anh ta nộp kịch bản trước 12 giờ hôm nay. Viên Nguyên tới nhà tìm thì ở đây vườn không nhà trống, không một bóng người. Vì không tìm được Liên Sơn nên anh Trấn và Viên Nguyên đã tự mình sửa nốt phần kịch bản còn đang dang dở. Nhưng không phải mình viết nên Viên Nguyên cảm thấy vô cùng khó khăn. Ở bệnh viện, Lưu Hà đang ân cần chăm sóc cho Liên Sơn. Thấy anh sốt, cô còn lau người cho anh. Ai không biết sẽ nghĩ đây là một cặp vợ chồng cho mà xem. Chuyển cảnh ở quán rượu, cố trợ lý của anh Dương đã tới chất vấn anh ta về vụ gây rối ở đài truyền hình. Anh ta không phủ nhận. Nhưng anh Dương cũng biết được người cầm gạch tương Lưu Hà là do cô trợ lý này đã thuê. Cô ta đố kỵ với Lưu Hà và muốn giúp đỡ anh Dương. Nhưng anh tức giận vì đó không phải là điều mà anh muốn. Chuyển cảnh ở đài truyền hình, anh Cảnh tức tối đòi nghỉ việc vì dự án phim của anh đã bị cắt tài trợ bởi ông sếp tổng và đám đồng nghiệp nhút nhát. Anh gây sự với cả đám trong tổ, cũng may Kim Nhiên tới can ngăn và lôi anh đi. Cả hai lại móc nhau ra để chút giận. Đang cãi nhau thì trưởng ban Ngô tới gọi anh Cảnh tới phòng họp. Ông thông báo sẽ có một nhà tài trợ mới cho phim của anh. Lúc này nhà tài trợ đó cũng đã đến với một bản hợp đồng đầu tư cho chương trình của anh em anh Cảnh. Anh rất bất ngờ và vui sướng vì không ngờ em gái mình lại có tầm ảnh hưởng như vậy. Ở bệnh viện lúc này Liên Sơn cũng đã tỉnh. Anh hốt hoảng đòi về nhà gấp, mặc cho Lưu Hà có ngăn cản và bắt anh uống thuốc. Vừa về đến nhà đã thấy Viên Nguyên chờ sẵn ở đó. Liên Sơn lập tức lên phòng gửi toàn bộ kịch bản cho anh Trấn. Vui mừng cuối cùng thì cũng đã hoàn thành. Anh Trấn nhận được tài liệu thì lập tức gửi cho bên đối tác là ông Tần để mong được hợp tác. Chuyển cảnh ở đài truyền hình, hôm đó Lưu Hà đã có một buổi quay trực tiếp nói về vấn đề bệnh tâm lý có thể gây ảnh hưởng tới con người như thế nào. Buổi ghi hình diễn ra vô cùng thành công, tốt đẹp và lấy được rất nhiều thiện cảm từ hội đồng đài truyền hình. Anh Trấn bên này đến gặp phía đối tác là ông sếp Tần, mong ông ta hợp tác đầu tư kịch bản mà anh vừa gửi. Nhưng vì có liên quan đến bản quyền của tác giả bộ truyện với nhiều bên trước đó nên ông ta đã từ chối. Yêu cầu anh Trấn phải có được sự đồng thuận từ các bên thì ông ta mới chấp nhận đầu tư kịch bản này. Một thời gian sau, chương trình tâm lý của Lưu Hà ngày càng thành công nên cô đã mở một buổi họp báo về một chương trình có tên Giao ước trái tim. Mục đích là để lan rộng hiểu biết về bệnh tâm lý và cách khắc phục nó là nhờ đến sự giúp đỡ của các nhà tâm lý như cô. Buổi họp báo diễn ra vô cùng thành công là đem lại rất nhiều giá trị hưởng ứng từ khán giả. Thế nhưng hôm sau anh Cảnh lại buồn bã báo với Lưu Hà một tin, đó là nhà sản xuất quyết định dừng ghi hình về nghề tư vấn tâm lý của cô, chuyển sang hướng đi mới là nghề diễn viên điện ảnh. Anh Cảnh rất trách bản thân vô dụng, không giúp được gì cho em gái. Lưu Hà thì không hề trách anh mà sẽ dùng thời gian để chuẩn bị tốt hơn. Bên này văn phòng anh Trấn bất ngờ nhận được tin nhắn gặp mặt của sếp Tào, ngỡ tưởng là sẽ ký được hợp đồng nên yêu cầu Viên Nguyên chuẩn bị cho mình cả bút ký. Nhưng đời không như mơ khi sếp Tào kia đập ngay vào mặt anh thỏa thuận chấm dứt dự án vì nghi ngờ dính đến vấn đề pháp lý. Cũng không cần anh Trấn phải thanh minh nhiều làm gì. Về văn phòng anh Trấn vô cùng tức giận, chửi mắng Liên Sơn có mỗi việc sửa kịch bản mà cũng không làm xong để bây giờ cả lũ phải ra đường bán muối.
Liên Sơn thì chả hiểu gì vì kịch bản anh viết trước giờ vẫn ok mà. Liên Sơn liền tới công ty của sếp Tào đó để nói chuyện rõ ràng, mong sao ông cho nhóm anh một cơ hội để làm lại và hứa sẽ không làm ông thất vọng. Nhưng ông Tần đã từ chối vì ông có lý do riêng của mình. Mặc dù Liên Sơn viết kịch bản rất hay nhưng ông chỉ có thể nhờ anh viết một kịch bản khác để bù đắp chứ kịch bản cũ kia thì ông xin từ chối. Nhưng Liên Sơn không đồng ý vì như vậy là phản bội lại cả nhóm mất rồi. Ở văn phòng, Viên Nguyên lúc này mới nhận ra anh Trấn là làm giả một bản hợp đồng và bỏ đi mất phần nội dung đã nhận tiền, chỉ vì mục đích cá nhân của anh ta dẫn tới thất bại của cả nhóm. Chuyển cảnh ở đài truyền hình, hôm nay Lưu Hà và anh Cảnh làm việc với một cô diễn viên sẽ đóng tập tiếp theo của chương trình quay thực tế. Cô diễn viên này to ra vô cùng kiêu căng và thượng đẳng, coi thường hai anh em Lưu Hà, nhưng sau một hồi thuyết phục thì cô ta cũng chịu hợp tác để quay chương trình. Anh Cảnh ái ngại khi đưa em gái vào tình thế này nhưng Lưu Hà thì không thành vấn đề. Sau đó anh Cảnh tới nhà Kim Nhiên giúp mình trong vụ hợp tác quay lần này với cô diễn viên kia. Bằng kinh nghiệm và ít văn vở, Kim Nhiên đã giúp anh Cảnh thành công thuyết phục được cô diễn viên đó. Tối đó về nhà, Lưu Hà thấy Liên Sơn đang ngồi xem phim, mặt anh thì cứ chảy ra như vừa mất sổ gạo vậy. Liên Sơn nhớ về lần đầu gặp anh Trấn, một cậu bé mồ côi chân ướt chân ráo lên phố để tìm việc làm. Chính anh Trấn là người đã chỉ cho anh rất nhiều kinh nghiệm và nhận ra Liên Sơn có tài viết lách tốt. Vì vậy anh đã giúp Liên Sơn trở thành một biên kịch và phát triển cùng với nhóm của anh đến tận bây giờ. Nhưng ngày sau đó hai anh em tích cực kết hợp viết ra rất nhiều kịch bản hay, cách viết của Liên Sơn còn cực kỳ mới mẻ khiến anh Trấn phải không ngừng khen ngợi. Anh cũng chỉ cho Liên Sơn rất nhiều lỗi về kịch bản để phát triển tuyến nhân vật khai thác một cách triệt để. Chuyển cảnh hôm đó trên đường về, Liên Sơn gặp lại anh bạn cũ là anh Khoan. Anh này thì trước cũng viết kịch bản cho một vị đạo diễn nhưng sau khi ông đó nghỉ thì anh cũng chuyển mảng luôn. Giờ anh đang làm nhiều mảng về phim mạng và cũng đang dấn thân vào làm đạo diễn. Anh Khoan mới nhận được một khoản đầu tư về làm một bộ phim thương mại nhưng người viết kịch bản cũ là một tay mơ nên anh đang muốn tìm một kịch bản thay thế phù hợp. Ngỏ lời với Liên Sơn nhưng anh lại hơi lưỡng lự về quả kèo này. Trở về nhà, Liên Sơn đã hỏi Lưu Hà về chuyện này. Anh đắn đo vì lời mời hợp tác viết kịch bản với anh Khoan. Nhưng lại chót hứa với anh Trấn là không được làm như vậy. Tiến thoái lương nan không biết phải làm sao cho hợp tình hợp lý. Nhưng Lưu Hà biết sẵn câu trả lời đã nằm trong lòng Liên Sơn rồi. Dù anh có làm hay không làm đi nữa thì bản thân không thấy hổ thẹn là được. Ngày đầu hợp tác với đoàn phim mới, Liên Sơn đã bị hai người phụ trách ở đó đòi kịch bản như đòi nợ. Ông nói gà bà nói vịt không biết đâu mà lần làm anh rối hết cả não. Lập tức Liên Sơn về khách sạn bỏ cả ăn trưa để sửa kịch bản cho kịp tiến độ. Một lúc sau thì nhóm qua phim báo địa điểm qua bị thay đổi. Coi như cả sáng Liên Sơn ngồi viết giờ thành công cốc luôn. Cay hết chỗ nói. Đêm hôm đó Liên Sơn lại không ngủ mà ngồi viết kịch bản cho kịp deadline. Anh còn đặt báo thức 5 phút một giây lần để đỡ ngủ gật. Đặt nhiều đến nỗi anh Khoan ngủ bên cạnh còn phải có chịu dùng. Được một lúc thì Liên Sơn ngủ hẳn luôn. Anh Khoan phải dậy tắt hết báo thức đi cho đỡ nhức đầu. Anh gọi Liên Sơn dậy để cho tỉnh táo rồi động viên Liên Sơn cố gắng vài ngày nữa thôi là xong công chuyện. Sau đó anh còn cẩn thận đi lấy cơm cho Liên Sơn. Anh thì đang cảm hứng tuôn trào nên không muốn ăn mà đứt mạch cảm xúc. Anh Khoan ân cần bóc từng miếng thịt gà rồi đút cho Liên Sơn ăn khiến anh rất cảm kích. Đúng là một người anh tuyệt vời mà. Chuyển cảnh ở đài truyền hình, Lưu Hà đang chia sẻ với cả ekip về bản chất của công việc tư vấn tâm lý và những điều cần lưu ý với ngành nghề này. Mọi người nghe xong thì ngộ ra nhiều chân lý và cùng nhau hoàn thành tốt chương trình quay sắp tới. Ở nhà anh Cảnh thắc mắc hỏi Liên Sơn và Lưu Hà lấy ý tưởng ở đâu ra mà viết hay vậy. Liên Sơn cho hay anh và Lưu Hà cứ bí ý tưởng là lại gặp nhau để tương tác, lúc thì ở trong phòng, lúc thì ở trong bếp, không thì ra ngoài ban công. Anh Cảnh nghe xong thì nóng hết cả người, nghĩ mình sắp mất em gái thật rồi. Đúng lúc này Lưu Hà đi về cùng với rất nhiều hoa quả. Cả hai lại tương tác như một cặp tình nhân làm anh càng nóng mắt hơn, yêu cầu hai đứa ngồi nghiêm túc nghe anh nói chuyện. Nhưng chưa nói được câu nào thì anh đi về luôn, thế mới chán. Tối muộn hôm đó thấy Liên Sơn vẫn đang ngồi viết, Lưu Hà liền đi ra quan tâm và bắt anh đi ngủ. Vì giờ cả hai đang sống chung dưới một mái nhà nên cô cũng phải có trách nhiệm với sức khỏe của Liên Sơn. Liên Sơn thì khá bất ngờ khi nhận được sự quan tâm này. Sáng hôm sau, Lưu Hà có một cặp vợ chồng đến để xin tư vấn về chuyện hôn nhân. Cô vợ thì mải chăm con và khó chịu khi chồng đi làm cả ngày, khi về thì chỉ lăm lăm vào chiếc điện thoại. Còn anh chồng thì khó chịu khi cô vợ nói quá nhiều và thế giới của cô chỉ xoay quanh việc chăm con. Nhưng cô vợ thì chưa từng nghĩ đến việc ly hôn, còn anh chồng thì lại đang muốn làm điều đó. Chuyển cảnh ở công ty Bowman của Trương Khoa Dương, anh ta bất ngờ nhận được một chiếc USB lạ mà không rõ người gửi. Mở ra thì bên trong có một đoạn video quay lại cảnh người mà đã giúp hắn cắt ghép đoạn ghi âm lại đang tố cáo âm mưu đen tối của hắn. Trưởng Khoa Dương nghe xong thì đứng hình mặt cắt không còn giọt máu, lập tức gọi ngay cho số điện thoại in trên chiếc USB đó. Đầu dây bên kia chính là Bạch Thần, cả hai buông ra những lời thách thức nhau. Bạch Thần cảnh cáo Dương Hữu Lợi rằng nếu còn làm hại đến Lưu Hà một lần nữa thì đừng trách anh ta vô tình,
Sáng hôm đó trên đường đi làm thì anh Trấn bị một chiếc xe taxi tông trúng. Thật tình cờ người ngồi trên xe lại là Liên Sơn nên anh Trấn nói dối đây là xe đi mượn của bạn. Hai bên giải quyết nhanh chóng bằng tiền mặt rồi đường ai nấy đi. Liên Sơn thì lên xe anh Trấn và vô cùng thích thú với con xe mới xịn sò này. Bên này Lưu Hà có một buổi ghi hình chữa bệnh tâm lý cho chị vợ lần trước. Chị vợ kể ra nỗi khổ mà mình phải chịu đựng sau khi kết hôn và sinh con, toàn là những cảm xúc tiêu cực không thể tiêu hóa. Sau đó Lưu Hà tới gặp anh chồng và anh cũng đang có tâm trạng không hề tốt. Lưu Hà đưa cho anh chồng đoạn ghi hình của cô với chị vợ để anh về nghiên cứu. Tối đó Bạch Mộc Thần đã hẹn gặp Lưu Hà ở một nhà hàng sang trọng. Anh chàng tỏ ra khá lúng túng trước người đẹp Lưu Hà nhưng cô lại thấy rất vui. Chuyển cảnh Liên Sơn tới tìm bà lão mà anh hay mua đồ ăn ở chợ. Vì thời gian này không thấy bà đi chợ bán hàng nên anh tới để hỏi thăm. Thì ra bà và ông chồng đang giận dỗi nhau nên bà không muốn bán hàng. Đang nói chuyện thì ông chồng đi ra hỏi thăm làm bà vợ ghét cái mặt mà đi vào nhà luôn. Ở đài truyền hình hôm nay tiếp tục buổi quay giải quyết vấn đề trong hôn nhân cho vợ chồng anh chị kia. Lần này Lưu Hà đã để anh chồng cảm nhận sự thờ ơ của chị vợ. Dù có làm đủ cách thì anh chồng cũng chỉ thấy được bóng lưng của vợ. Đây cũng chính là cảm giác mà chị vợ phải trải qua khi anh chồng thờ ơ với gia đình mà chị đã phải trải suốt thời gian qua. Đến lúc này hai vợ chồng cũng hiểu ra vấn đề và mâu thuẫn được giải quyết. Ekip chương trình của anh Cảnh ở bên trong cũng vô cùng mừng rỡ. Tối hôm đó Bạch Mộc Thần đã tìm đến Lưu Hà theo tờ quảng cáo phòng khám tâm lý của cô. Anh đến để thử cảm giác thôi miên nhưng hiện tại anh chưa thể làm được điều đó. Lưu Hà gợi ý cho Mộc Thần thử trò liên tưởng tự do. Trước khi bắt đầu Mộc Thần tỏ ra khá căng thẳng nhưng Lưu Hà trấn an và bảo anh nghĩ về một kỷ niệm vui nào đó. Nhưng khi rơi vào trạng thái tiềm thức Mộc Thần bắt đầu nhớ về những chuỗi bi kịch mà anh đã trải qua khiến cơ thể anh phản ứng. Lưu Hà lo lắng đánh thức Mộc Thần thoát khỏi trạng thái đó. Nhận ra anh này có bệnh nặng về tâm lý cần phải chữa trị ngay nhưng Mộc Thần phủ nhận nói bản thân không hề có vấn đề gì. Hôm sau Liên Sơn và Lưu Hà cùng nhau tới đài truyền hình để tiếp tục ghi hình cho chương trình. Đến giờ mọi người sốt ruột mà không thấy Lưu Hà đâu trong khi cô vừa mới ở phòng trang điểm xong. Thế là tất cả cùng nhau đi tìm. Trong lúc đó cô đang bị tên chủ nợ Trương Thuận đánh mắng ở một góc ở trường quay. Thấy tiếng động nên Trương Thuận liền bỏ đi luôn, Lưu Hà cũng rời khỏi buổi ghi hình. Mộc Bạch đến xem thì anh Cảnh thông báo buổi quay đã kết thúc do Lưu Hà gặp sự cố. Sau đó Dương Hữu Lợi cũng tới tìm Lưu Hà và cũng được thông báo nghỉ quay. Nhưng Dương Lợi còn một việc khác, anh ta đưa ra bản ghi âm gốc cuộc hội thoại và thanh minh cho Lưu Hà rằng cô đã bị oan trong sự việc lần trước. Lưu Hà bên này tới gặp cô giáo cũ để xin cô lời khuyên về những chuyện đã xảy ra. Cô khuyên Lưu Hà hãy cứ chấp nhận quá khứ đừng bao giờ trốn tránh bất cứ điều gì. Ôm Lưu Hà vào lòng và an ủi cô. Còn về phía tên chủ nợ Trương Thuận thì đã bị người của Mộc Thần bắt lại đánh cho một trận không ra hồn người. Mộc Thần muốn hắn đưa ra một con số rồi nhận tiền và cút càng xa càng tốt. Nhưng Trương Thuận này có vẻ rất cứng đầu và nắm giữ một bí mật gì đó của Lưu Hà nên hắn rất tự tin. Không chịu buông tha Lưu Hà khiến Mộc Thần cay lắm, đe dọa hắn lần cuối rồi rời đi để lại Trương Thuận cay cú. Hắn ngay lập tức tìm đến Lưu Hà để tính sổ, nhưng lần này cô đã phản kháng lại sự bạo lực của hắn. Trương Thuận yêu cầu mỗi tháng phải đưa cho hắn 20.000 tệ thì hắn sẽ để yên cho cô. Không còn cách nào khác Lưu Hà phải đồng ý với yêu cầu đó. Sau đó cô nhốt mình ở trong phòng. Anh Cảnh tìm tới muốn vào để xem tình hình nhưng cô không muốn và đuổi anh Cảnh về. Bên Dương Lợi cũng đã mua được đoạn video chứa cảnh Trương Thuận bạo hành Lưu Hà ở trường quay. Liên Sơn trở về nhà hoảng hốt tìm Lưu Hà. Gõ cửa một hồi thì cô cũng ra. Anh xót thương cho khuôn mặt xinh đẹp của cô bị đánh đạp. Sau đó cả hai cùng ngồi lại xem phim và tâm sự về nỗi buồn. Có Liên Sơn ở bên ân cần chăm sóc khiến tâm trạng của Lưu Hà tốt hơn hẳn. Chuyển cảnh ở văn phòng hôm đó đã có tiền nhuận bút từ các kịch bản của Liên Sơn. Anh Trấn vui mừng chia sẻ khoản thù lao đó cho Liên Sơn nhưng thực chất đó là những gì mà anh đáng phải nhận được khi đã bỏ quá nhiều công sức. Cả hai cùng nâng ly chúc mừng sự thành công này. Liên Sơn về nhà vui mừng cầm tiền trả cho Lưu Hà tiền thuê nhà một năm luôn. Sau đó anh được cô dìu lên giường rồi quấn chăn cho anh ngủ ngon lành. Sáng hôm sau khi đang nấu đồ ăn sáng thì anh Đức trợ lý của Mộc Thần tìm tới nói đã có chuyện xảy ra. Lưu Hà lập tức tới nhà của Mộc Thần và được ông nội anh ta dẫn tới phòng. Đã hai ngày nay Mộc Thần nhốt Minh trong đó mà không ăn uống gì. Chỉ mặc đồ con gấu và ngồi ở đó nên muốn nhờ Lưu Hà khuyên giải hộ. Lưu Hà tới bắt chuyện và tác động vào tâm lý của Mộc Thần. Lúc này anh mới nói ra nỗi sợ của bản thân đã che giấu suốt nhiều năm qua, đó chính là người mẹ tâm thần của anh. Còn ở nhà Liên Sơn đang đặc biệt chuẩn bị cho Lưu Hà một bữa lẩu nướng vô cùng hấp dẫn để chờ cô về cùng thưởng thức. Nhưng Lưu Hà đã nhắn tin báo về muộn vì đang có một ca khách hàng siêu khó cần phải giải quyết ngay. Lưu Hà thì vẫn đang ở bên Mộc Thần để chữa bệnh tâm lý cho anh ta. Toàn bộ đều là những hồi tưởng khi anh còn được ở bên mẹ. Lưu Hà đã giúp Mộc Thần gỡ bỏ chiếc mặt nạ gấu và bình ổn tâm lý của anh sau khi đã tâm sự hết những nỗi buồn. Liên Sơn ở nhà chờ Lưu Hà về mà mãi không thấy cô đâu, gọi điện thì toàn thuê bao.
Thức ăn làm xong thì đã nguội hết khiến anh ngồi lặng người mà không biết phải làm sao. Đến đêm Lưu Hà trở về thấy Liên Sơn vẫn đang đợi mình. Thế là cô liền nướng lại chỗ thịt đó, cả hai cùng ngồi nướng thịt và tâm sự rất vui vẻ. Sáng hôm sau Lưu Hà bất ngờ được sếp Khương tới thăm văn phòng. Bà thấy rất thích thú với cách cô trang trí căn nhà. Và hôm nay bà đến đây là để sử dụng dịch vụ chữa trị tâm lý của Lưu Hà. Đầu tiên bà Khương muốn nấu cho Lưu Hà một bữa ăn thật ngon do chính tay bà làm. Vừa làm bà vừa kể lại những chuyện mình đang gặp phải. Tối đó Lưu Hà và Liên Sơn lại lên mạng xã hội để tâm sự với nhau qua tài khoản ẩn danh. Cả hai kể về cuộc sống hiện tại và những chuyện đã xảy ra. Nhưng đâu thể ngờ xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Hai người chỉ cách nhau có một bức tường. Sau đó Lưu Hà hẹn tên Trương Thuận kia để nói chuyện. Cô muốn rõ ràng một lần xem hắn muốn bao nhiêu tiền thì mới buông tha cho cuộc sống của cô. Nhưng Trương Thuận đâu thể dễ dàng tha cho Lưu Hà như vậy được. Thì ra cái chết của mẹ Lưu Hà có liên quan đến cô và Trương Thuận đang nắm giữ bí mật kinh khủng đó. Một thời gian sau khi chương trình của anh Cảnh thành công, anh đã tìm đến nhà của Liên Sơn để đưa tiền nhuận bút. Cũng là để hỏi dò thằng em này có thích em gái mình không. Xuống dưới nhà gặp Lưu Hà, anh Cảnh cũng hỏi câu tương tự và còn cho Lưu Hà biết Liên Sơn rất thích cô, bởi vì trước đó anh đã gài và khiến thanh niên lộ ra bí mật đó. Liên Sơn tìm đến Lưu Hà để hỏi về triệu chứng mất ngủ của mình nhưng cô cũng không biết cách khắc phục. Thế là sáng hôm sau cả hai đến gặp bác sĩ về mắt để kiểm tra, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc là sẽ tự hồi phục. Bên này Mộc Thần đã nhờ SAI người điều tra được tên Trương Thuận đó là một tên không làm mà vẫn có ăn, do hắn khoe khoang rằng có một cần câu cơm lâu dài. Đó không ai khác chính là Lưu Hà. Mộc Thần yêu cầu điều tra xem hắn đang nắm giữ điểm yếu gì của Lưu Hà mà có thể nắm thóp được cô như vậy. Tại nhà của Lưu Hà, cô trách mắng Liên Sơn vì cái tội không chịu uống thuốc và cũng không chịu nghỉ ngơi để cơ thể gặp nguy hiểm. Đã từng phải đưa anh vào bệnh viện vì chuyện đó rồi nên cô không muốn nó lặp lại một lần nữa. Sau khi nghe về chuyện Liên Sơn hồi nhỏ đã từng bị cậu mợ đánh thuốc ngủ khi ăn mì thì Lưu Hà cũng hiểu ra vấn đề mà anh đang mắc phải. Cũng hiểu lý do tại sao anh không thích uống thuốc và không thích ăn mì như vậy. Phía Mộc Thần đã điều tra được hoàn cảnh nhà Lưu Hà. Năm xưa bố cô từng nợ của người ta rất nhiều tiền và Trương Thuận chính là tên chủ nợ đó. Mẹ của Lưu Hà vì không chịu được áp lực nên đã nhảy lầu quyên sinh, cô thì được gia đình anh Cảnh nhận nuôi từ đó. Cũng chưa rõ tên Trương Thuận tại sao lại quấy rầy Lưu Hà như vậy nên cần phải tìm hiểu thêm. Bên này Lưu Hà và Liên Sơn cùng đến một quán ăn. Nghe Liên Sơn tâm sự về chuyện hồi nhỏ của anh và bố mẹ để hiểu thêm về vấn đề anh đang gặp phải. Sau đó cả hai cùng đi dạo dưới trời tuyết rơi như một cặp tình nhân vô cùng lãng mạn. Về phía anh Trấn, vì đã vi phạm hợp đồng với sếp Tần nên phải đền rất nhiều tiền, anh Trấn phải đem bán con xe của mình để lấy tiền trả nợ. Đến gặp anh trợ lý của sếp Tần để xin khất và hứa sẽ tìm cách để bồi thường đầy đủ. Thấy anh Trấn gặp khó khăn nên Viên Nguyên đã đưa hết vốn liếng cho anh để cùng giải quyết vấn đề. Anh Trấn ôm Viên Nguyên vào lòng cảm ơn vì sau bao khó khăn cô vẫn không bỏ anh dù cho anh rất tệ. Anh Trấn cũng đã đưa ra bản hợp đồng quản lý biên kịch với Liên Sơn. Đặt thời hạn hợp đồng là 30 năm để anh em vui vẻ hợp tác, Liên Sơn ngây ngô tin tưởng anh Trấn liền đặt bút ký ngay không chút ngần ngại. Về nhà Liên Sơn vui mừng khi nhận được thiệp mời tham gia buổi công chiếu bộ phim mà anh từng hỗ trợ viết kịch bản ở đoàn phim của anh Khoan. 10 giờ hôm đó Liên Sơn và Lưu Hà có mặt ở rạp phim để tham dự buổi công chiếu bộ phim Đuổi Theo Gió. Mọi người ở rạp phản ứng khá tốt về bộ phim, sau khi kết thúc cả rạp đứng lên vỗ tay tán thưởng vì bộ phim quá xuất sắc. Anh Khoan đứng trước toàn thể mọi người cảm ơn tất cả đã cùng nhau cố gắng để có được thành công như ngày hôm nay. Anh Khoan còn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới một anh chàng biên kịch trẻ tuổi không ngại khó khăn mà hết mình sáng tác để được bộ phim thành công như này. Không ai khác đó chính là Liên Sơn cầu ấy chúng ta, anh cũng được anh Khoan mời xuống phát biểu đôi lời cảm nhận. Mọi người đồng loạt vỗ tay là biết tất cả đều rất thích bộ phim của Liên Sơn. Tiên đây Liên Sơn cũng phát biểu về cảm hứng sáng tác và định hướng viết trong tương lai của anh. Hôm sau anh Trấn hẹn gặp sếp Tào của đoàn phim Hoàn Huy. Anh ta đưa ra bản hợp đồng quản lý kỳ Liên Sơn trong vòng 30 năm cho sếp Tào mà không cần bất kỳ điều kiện nào cả. Sếp Tào là một người có nghĩa khí, biết thừa anh Trấn chỉ đang lợi dụng kỳ Liên Sơn để trục lợi cho mình. Không ngần ngại, ông từ chối thẳng thừng luôn, còn lại mọi chuyện về tranh chấp hợp đồng ông sẽ tự giải quyết. Hôm sau anh Trấn và Liên Sơn gặp cô người đại diện cho công ty phim Hoàn Huy để bàn về thù lao bộ phim Cuốn Theo Gió. Liên Sơn khá bất ngờ khi chi phí trả cho anh khi làm kịch bản là 600.000 tệ. Thanh niên thật thà không dám nhận, buộc anh Trấn phải đế lời vào. Thế là hai người thống nhất sẽ chia làm ba cho họ và cho cả Viên Nguyên ở nhà nữa. Ngoài ra Liên Sơn còn được nhận thêm 5% tổng doanh thu phòng vé, khiến anh Trấn khá bất ngờ. Cô trở về công ty bực tức than phiền với sếp Tần về độ trơ trẽn của anh Trấn khi không làm mà đòi có ăn, mà lại còn ăn một cách trắng trợn. Còn Liên Sơn thì ngu ngơ cứ toàn để anh Trấn kia lợi dụng mà vẫn tin tưởng một cách mù quáng. Thấy quá bất công nên cô muốn sếp Tần giúp một tay để hỗ trợ cho kỳ Liên Sơn đỡ thiệt thòi. Liên Sơn nhận được điện thoại của anh Khoan mời anh đến tham dự buổi ăn mừng thành công của bộ phim.
cùng với đó là mang theo tệp đính kèm là cô bạn gái Lưu Hà. Liên Sơn không còn cách nào khác phải ăn nỉ Lưu Hà đến đó cùng mình và được cô đồng ý luôn. Anh Trấn cũng được mời nhưng từ chối đi vì có hiềm khích với vị đạo diễn tên Khoan đó. Tại buổi ăn mừng có rất nhiều người tham dự, Liên Sơn gặp anh Khoan liền nói về vụ ăn chia hoa hồng phòng vé nhiều quá làm anh ngại không dám nhận. Nhưng anh Khoan tuyệt đối để dành phần đó cho Liên Sơn. Tại đây Liên Sơn cũng được anh Khoan giới thiệu tới các vị đạo diễn vô cùng nổi tiếng. Vì đã nhận lời sẽ lo phần hình cảnh cho Liên Sơn ở liên hoan phim nên Lưu Hà đã liên hệ các nhà thiết kế thời trang để đặt một bộ trang phục phù hợp với anh nhất. Tối đó Liên Sơn chuẩn bị hành lý để lên đường đi dự sự kiện liên hoan. Lưu Hà còn đặc biệt cho anh một túi bùa may mắn mà mẹ để lại cho cô, mong anh sẽ bình an để trở về nhà. Như này là yêu rồi chứ còn bàn cãi gì nữa hả anh chị? Hôm sau Liên Sơn đã tới khu vực tổ chức sự kiện và gọi ngay video để khoe với Lưu Hà, anh cẩn thận giới thiệu từng khu vực cho cô xem. Còn hỏi thăm tình hình ăn uống và còn dặn cô không được bỏ bữa nữa chứ. Ở bên này tên Trương Thuận đang ngủ thì bị đám chủ nợ gõ cửa xiết nợ, bị tẩn cho một trận nhớ đời nên Trương Thuận hứa sẽ kiếm tiền để trả chủ nợ sớm nhất. Sáng sớm hôm đó đang đi lựa đồ ăn thì Liên Sơn gặp lại Kỳ Kỳ, cô em gái của sếp Tần chủ đoàn làm phim. Cô nàng hỏi dò Liên Sơn về tình hình yêu đương và cô bạn gái Lưu Hà kia. Anh thì ngập ngừng trả lời như một chàng trai mới lớn vậy. Sau đó anh gọi điện ngay cho Lưu Hà để giục cô dậy ăn sáng. Liên Sơn ăn sáng xong về phòng thì hoảng hốt hỏi cô dọn phòng chiếc túi gấm của mình đâu. Cũng may là cô ấy đã cất đi giùm anh. Khi mở ra kiểm tra Liên Sơn thấy trong đó có một chiếc vòng tay. Nhận ra điều gì đó anh liên lên tài khoản cá nhân kiểm tra thì nhận ra người bạn ẩn danh nói chuyện với mình suốt thời gian qua lại là chính Lưu Hà. Đến ngày tổ chức buổi liên hoan phim Liên Sơn ăn mặc bảnh bao trong bộ vest lịch lãm. Anh gọi điện cảm ơn Lưu Hà đã chọn giúp mình bộ đồ sang trọng như này. Đang tâm sự thì tên Trưởng Thuận bất ngờ xuất hiện trước nhà. Hắn còn lấy điện thoại của Lưu Hà nói mấy lời thách thứ Liên Sơn. Anh lập tức báo Kỳ Kỳ là mình sẽ không tham dự buổi lễ rồi chạy về cứu Lưu Hà. Liên Sơn gọi báo cho anh Cảnh một tiếng để anh tới kiểm tra tình hình. Lưu Hà lúc này đã bị tên Trương Thuận đó bắn giữ và trói nhốt ở một nhà kho cũ. Hắn gọi điện yêu cầu Liên Sơn chuộc người với giá 1 triệu tệ nếu không sẽ lập tức giết chết con tin. Liên Sơn cố gắng câu giờ bằng cách tìm hướng chuyển tiền để tìm phương án giải cứu Lưu Hà. Trở về nhà Liên Sơn lập tức chuyển tiền vào tài khoản của Trương Thuận. Anh Cảnh thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra và muốn báo cảnh sát. Trương Thuận nhận tiền xong thì liền ra cây rút tiền trong sự hào hứng. Vừa ra đến cửa thì hắn nhìn thấy lực lượng cảnh sát nên vội vã chuồn đi. Hắn trở lại nhà kho nơi nhốt Lưu Hà. Trong lúc rằng co cô đã bị hắn chém một nhát vào tay chảy rất nhiều máu. Sau đó hắn đưa Lưu Hà đến một nơi khác để tránh bị bại lộ. Mộc Thần biết tin Lưu Hà gặp nguy hiểm tính đi giúp cô nhưng bị ông nội ngăn lại. Không muốn anh gặp nguy hiểm nên khống chế và nhốt anh lại. Cảnh sát có mặt tại hiện trường nhưng đã quá muộn. Trương Thuận đã dẫn Lưu Hà tới một nhà kho khác. Vì mất máu quá nhiều nên cô ngất lịm đi. Trương Thuận lại tưởng cô đã chết nên vội vã bỏ trốn. Trước khi đi còn phá khóa cửa để không ai tìm thấy Lưu Hà. Thật may Lưu Hà lúc này đã tỉnh lại nhưng trong tình trạng kiệt sức, cố gắng cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài. Cũng may đó là một công ty công nghệ nên có một màn hình cảm ứng giúp Lưu Hà đang nhập tài khoản cá nhân. Cô nhắn với người bạn ẩn danh kia và thật may mắn Liên Sơn nhận được tin đó. Anh lập tức hỏi cảnh sát vị trí của công ty bỏ hoang đó và xác định được vị trí. Anh lập tức tìm đến khu vực đó và thấy manh mối để lại. Đi theo manh mối anh đã tìm thấy cánh cửa bị khóa chặt, dùng ghế phá tan chiếc cửa đó để vào bên trong. Phát hiện ra Lưu Hà đang nằm thoi thóp, Liên Sơn liền băng bó cho cô và cõng cô ra ngoài tìm sự giúp đỡ. Trước khi kiệt sức thì lực lượng cảnh sát cũng đã tới nơi. Ở bệnh viện Lưu Hà vẫn đang bất tỉnh nhưng tình trạng sức khỏe không có gì nguy hiểm. Kiêm Nhiên và anh Cảnh biết ý nên đi ra ngoài để hai người có không gian riêng. Liên Sơn ân cần ở bên chăm sóc cho Lưu Hà. Đến tối Lưu Hà cũng tỉnh lại và rất vui khi nhìn thấy Liên Sơn ở bên cạnh. Về phần Trương Thuận trong đêm đó chạy trốn khỏi nhà kho, hắn đã bị Dương Lợi chờ sẵn ở đó tung xe bất tỉnh. Sau đó bắt nhốt hắn vào tầng hầm để tra tấn dần dần. Anh sẽ trả thù cho những gì tên đó đã gây ra cho Lưu Hà. Ở phòng bệnh khi đã hoàn toàn tỉnh táo và nhớ lại thì Lưu Hà nhận ra Liên Sơn chính là người bạn ẩn danh Mộ Vu Mâu đã nói chuyện với cô suốt thời gian qua. Liên Sơn cũng cho hay anh cũng mới chỉ nhận ra lúc ở khách sạn vì nhờ vào chiếc vòng tay mà cô để trong túi bùa may mắn đó. Khi đã giải thích xong, Lưu Hà cũng chìm dần vào giấc ngủ vì kiệt sức. Một thời gian sau Lưu Hà xuất viện về nhà. Liên Sơn cẩn thận chuẩn bị rất nhiều đồ cho cô. Điều này làm Lưu Hà vô cùng cảm kích. Hôm sau Liên Sơn đi tìm quanh nhà thì không thấy Lưu Hà đâu. Anh hốt hoảng đi tìm thì gặp cô vừa đi chợ về. Anh lo lắng chỉ muốn Lưu Hà ở bên cạnh mình thôi. Quá bất ngờ trước điều đó nên Lưu Hà xin anh 3 ngày để tiêu hóa rồi sẽ trả lời anh. Về nhà Liên Sơn in luôn hai bản 3 ngày để ngược. Rồi gửi cho Lưu Hà một bản để cô tiện theo dõi, còn anh thì háo hức chờ đợi. Hôm đó là lễ ông công ông táo nên bà lão ở chợ gọi Liên Sơn tới ăn cơm. Tiền đây rủ thêm cả Lưu Hà đi cùng cho ông bà vui. Thế là Liên Sơn ngỏ lời và cứ nghĩ Lưu Hà sẽ từ chối.
nhưng cô liền bảo anh thay quần áo rồi cả hai cùng đi. Đây như một lời chấp nhận tình cảm của Lưu Hà dành cho Liên Sơn. Những ngày sau đó, tình cảm của cả hai càng trở nên ngọt ngào hơn. Liên Sơn hàng ngày vẫn trổ tài nấu ăn cho Lưu Hà, nhưng có vẻ hôm nay anh cho hơi nhiều dầu mỡ. Liên Sơn bảo ăn nhiều dầu mỡ để đẻ con trai. Chuyển cảnh Lưu Hà tới nhà của Mộc Thần sau khi được ông nội cho biết toàn bộ sự thật. Anh chính là cậu bé trầm cảm năm xưa đã được Lưu Hà cứu rỗi tâm hồn. Và cũng từ đó anh đem lòng mến mộ Lưu Hà. Lưu Hà biết động viên Mộc Thần và hứa bản thân sẽ giúp anh chữa trị vấn đề tâm lý. Thế là cả hai cùng ngồi lại nghe câu chuyện của Mộc Thần về người mẹ tâm thần của anh. Bà là quá khứ đau buồn ám ảnh anh suốt từ thời thơ ấu đến tận bây giờ. Cuối cùng, bằng những phương pháp tâm lý, Lưu Hà đã biết bản thân Mộc Thần không hề bị bệnh mà chỉ là đang cố gắng kìm nén những cảm xúc tiêu cực và giữ nó cho riêng mình mà không chịu giải phóng. Cuối cùng, Mộc Thần đã bỏ qua mọi thứ, chấp nhận và vứt bỏ quá khứ đau buồn để trở về với thực tại nhiều sự yêu thương hơn. Sáng hôm sau, Liên Sơn và Lưu Hà đi đón một người con cháu của ông Lý, người sửa khóa ở chợ đang có tình cảm với bà Tần, người mà Liên Sơn hay mua đồ. Liên Sơn và Lưu Hà kết hợp để ngỏ lời mong anh con trai này đồng ý để ông Lý đi bước nữa vì ông đã cô đơn quá lâu rồi. Còn đối phương thì chính là bà Tần kia. Liên Sơn còn nói dối bà Tần là bà nội của mình để lấy lòng tin. Nhưng anh con trai kia biết thừa và lớn tiếng bóc phốt hai người họ. Chuyện riêng của nhà anh lại để hai người ngoài can dự nên anh con trai tức giận mà bỏ đi luôn. Cũng không quên để lại tiền xe đưa đón và tiền cà phê. Chuyển cảnh sau hai thời gian dài tác động tâm lý và hoàn cảnh thì anh con trai kia đã đồng ý cho bố mình và bà Tần kết duyên thành đôi. Đáng nhẽ ra anh nên làm điều đó sớm hơn để hai ông bà đỡ phải khó xử. Anh còn nhiệt tình mời Liên Sơn và Lưu Hà tới dùng bữa cơm tất niên với gia đình của anh nữa chứ. Tối đó là giao thừa, Liên Sơn và Lưu Hà cùng ngồi lại tâm sự và nói ra tình cảm của bản thân. Một lúc sau, cả hai cùng ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ và chào đón một năm mới bình an. Ở một diễn biến khác, anh Trấn cả Viên Nguyên tới công ty Hoàn Huy để trao đổi về bản hợp đồng hợp tác với Liên Sơn. Họ muốn đưa Liên Sơn lên làm giám đốc văn học và sẽ được Hoàn Huy tiếp quản từ đây. Phía anh Trấn và Viên Nguyên sẽ không còn phận sự gì hết, thấy bản thân bị vứt bỏ một cách trắng trợn nên anh Trấn tức lắm. Yêu cầu đề các điều khoản hợp đồng ra để lấy lợi về bản thân và yêu cầu xem xét lại, nhưng khi anh chuyển nhượng bản hợp đồng đó cho Hoàn Huy, thì mọi quyết định quản lý Liên Sơn giờ đây sẽ do Hoàn Huy quyết định. Người đại diện cho Hoàn Huy là cô thì lạnh lùng đáp trả anh Trấn mặc cho anh ta có giải thích hay đe dọa sẽ tác động Liên Sơn. Cô cũng không quan tâm điều này cho lắm vì dù sao anh Trấn cũng chỉ là một kẻ chuyên đi lợi dụng người khác mà thôi. Sau đó, phía sếp Tào và cô đã đưa cho Liên Sơn bản hợp đồng hợp tác. Họ sẽ để anh đứng ở vị trí cao nhất, nhưng Liên Sơn ngây ngô vẫn muốn về hỏi ý kiến anh Trấn một lần nữa rồi mới đi đến quyết định. Ở bên này, Dương Lợi kêu gọi được vốn thành công cho công ty thì liền tìm tới Lưu Hà để khoe. Cùng với một món quà mong cô qua trở lại công ty cùng với anh ta, nhưng Lưu Hà đã lạnh lùng từ chối vì cô với Dương Lợi chả có liên quan gì sất. Liên Sơn mang bản hợp đồng đến cho anh Trấn để hỏi anh về sự hợp tác với Hoàn Huy. Anh Trấn không muốn cản bước thằng em phát triển ở bên đó nên đã đồng ý cho Liên Sơn hợp tác. Liên Sơn đặt bút ký tên luôn không cần nói nhiều. Chuyển cảnh hôm đó, Lưu Hà có một vị khách tâm lý đặc biệt, đó là một cô bé Tiểu Hòa. Cô đến để chữa một vấn đề tâm lý cực nặng vì cô đã gián tiếp gây ra cái chết của mẹ. Kể về ngày hôm đó, Tiểu Hòa cá tính được đám bạn rủ ra ngoài đi chơi. Mẹ cô lúc đó đã lên cơn đau, cố gắng khuyên cô nên ở nhà nhưng Tiểu Hòa không nghe lời mà một mực bỏ đi với đám bạn. Cô ăn chơi trác táng không nghĩ gì đến mẹ ở nhà. Đêm đó trở về thì xe cấp cứu đã ở đó, còn mẹ cô thì giờ chỉ còn là một cái xác lạnh. Tiểu Hòa kể câu chuyện trong sự ân hận vì nếu cô ở nhà hôm đó thì mẹ đã không chết. Ở công ty Hoàn Huy, ngày đầu đi làm của Liên Sơn vô cùng xa lạ vì anh chưa từng sáng tác trong môi trường khang trang như thế này cả. Cô nói đây chỉ là văn phòng nơi anh gặp gỡ đối tác và họp hành mà thôi. Sau đó cô giới thiệu Liên Sơn với toàn thể các nhân viên trong tổ với chức danh là giám đốc văn học của Hoàn Huy. Tối muộn trở về nhà sau một ngày toàn họp là họp thì Liên Sơn rất vui khi Lưu Hà vẫn đợi anh. Đúng là một cô bạn gái tuyệt vời mà. Chuyển cảnh cô bé Tiểu Hòa tâm trạng đang vô cùng bất ổn lang thang giữa lòng đường nhiều xe qua lại. Cũng may có Lưu Hà kịp thời tới nơi kéo cô bé sang một bên giữ an toàn. Hai chị em cùng ngồi lại tâm sự về vấn đề tâm lý mà Tiểu Hòa đang mắc phải. Lưu Hà đã động viên và cổ vũ tinh thần cô bé vượt qua nỗi đau cảm xúc này, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn mà thôi. Xong việc, Lưu Hà đến công ty Hoàn Huy để chờ Liên Sơn cùng về cho nó tình cảm. Hôm sau ở đội ngũ kịch bản của Liên Sơn gặp vấn đề với một kịch bản khiến ông đạo diễn chê lên chê xuống mà cả anh và cô cũng không hiểu là tại sao. Chỉ có một người có thể giúp họ là anh Trấn nên Liên Sơn gọi cho anh ta để lên lịch gặp. Trong cuộc trò chuyện đó, anh Trấn là một người có kinh nghiệm nên bắt bài được kịch bản của Liên Sơn viết có vấn đề ngay. Anh nói y hệt ông đạo diễn kia nên cô rất nể phục, muốn anh giúp đỡ để sửa kịch bản nhưng anh Trấn từ chối ngay. Với lý do là lần trước đã phũ anh thì giờ anh phũ lại, coi như hòa nhau. Nói thế thì cũng chịu luôn nên Liên Sơn và cô đành ngầm ngùi ra về. Vì Liên Sơn và cả đội phải làm việc để sửa kịch bản xuyên màn đêm nên Lưu Hà đích thân mang đồ ăn đến cho mọi người.
Ai cũng rất vui khi được bạn gái sếp chăm lo chu đáo như vậy. Liên Sơn còn đi học bằng lái xe để chuẩn bị mua một con xế đi làm cho đỡ nắng mưa. Về phần Lưu Hà, vì để giải quyết vụ cô bé Tiểu Hòa và cái chết của người mẹ thì cô đã tới xin lời khuyên từ cô giáo của mình. Ở đây cô cũng gặp lại Dương Lợi, anh ta muốn bắt tay làm Hòa bỏ qua mọi chuyện nhưng Lưu Hà không thèm quan tâm. Sau đó Lưu Hà sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tâm lý để chữa cho Tiểu Hòa. Nhưng cô bé cứ mãi luôn canh cánh trong lòng vì cái chết của mẹ và coi toàn bộ trách nhiệm là do bản thân gây ra khi đã không nghe cuộc gọi của mẹ. Lưu Hà ra sức khuyên giải và hứa vấn đề này chắc chắn sẽ chữa khỏi. Thời gian gần đây thấy Lưu Hà có vẻ khác lạ nên Liên Sơn tới tìm anh Cảnh để hỏi về lý do. Anh Cảnh đã chia sẻ về cái chết của mẹ Lưu Hà có liên quan đến cô và sau lần đó Lưu Hà đã bị sang chấn tâm lý. Lưu Hà rất cần bảo vệ và chăm sóc. Sau đó Liên Sơn đã ngồi tâm sự và hỏi thăm Lưu Hà về sự cố năm đó. Cô nói ra nỗi niềm của bản thân một cách rất đau khổ. Anh ôm cô vào lòng an ủi động viên cô để mau chóng quên đi nỗi đau này. Dương Lợi tới nhà của Tiểu Hòa để thuyết phục cô bé và bố cô dừng chữa trị tâm lý ở chỗ của Lưu Hà. Vì cô ta cũng mắc hội chứng tâm lý giống hệt với Tiểu Hòa nên sẽ không thể giúp ích được gì. Hắn cũng đưa ra một khoản tiền bồi thường để hai bố con dừng khám ở đó. Sau khi Dương Lợi đi thì Tiểu Hòa rất đắn đo với quyết định, nhưng ông bố đã cho cô lời khuyên rằng Lưu Hà là một người rất tốt. Hơn nữa trước giờ giúp đỡ Tiểu Hòa chữa bệnh mà không lấy một đồng nào nên ông muốn bỏ qua cái suy nghĩ vì mục đích lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm. Chuyển cảnh Liên Sơn đã chính thức có bằng lái và tậu được cho mình một con xế khủng. Lưu Hà rất vui vì từ giờ họ sẽ không phải lo về vấn đề đi lại nữa. Tiểu Hòa đến tìm Lưu Hà để nói về cái chết của mẹ. Cô bé ngày càng ám ảnh và coi đó là lỗi của mình. Còn việc chữa trị của Lưu Hà đang rất vô dụng nên cô bé không muốn Lưu Hà giúp nữa. Vì Tiểu Hòa biết Lưu Hà còn chẳng thể chữa được vấn đề của chính cô, thì ra toàn bộ đều là sự thao túng đến từ Dương Lợi. Anh ta đang lợi dụng Tiểu Hòa để gặm nhấm nỗi đau của Lưu Hà dần dần. Lưu Hà từ lần đó thì càng rơi vào trạng thái hoảng loạn và luôn nghĩ về sự cố năm đó với mẹ của mình. Cuộc sống của cô và Liên Sơn cũng bị ảnh hưởng khiến anh rất lo lắng. Nhưng Liên Sơn lại không có cách nào để giúp Lưu Hà cả. Thì ra Dương Lợi biết được bệnh tâm lý của Lưu Hà là do tên Trương Thuận kia cung cấp thông tin. Sau khi đã tra tấn và đạt được mục đích thì hắn đã thả Trương Thuận đi với một số tiền lớn coi như khoản bồi thường. Chuyển cảnh Lưu Hà vì quá buồn bã nên đã tới mộ của mẹ mình và nhớ về những kỷ niệm. Liên Sơn bên này thì tới nhà cô Vạn để hỏi về tình hình bệnh tâm lý của Lưu Hà. Cô Vạn đã giúp Lưu Hà chữa chứng bệnh đó suốt nhiều năm qua bằng đủ phương pháp nhưng có vẻ mọi thứ vẫn giữ nguyên hiện trạng. Cần phải có một thứ gì đó tích cực hơn tác động thì mới có thể chữa lành được cho Lưu Hà. Sau đó hai người đi dạo trên đường với một màu tâm trạng buồn. Lưu Hà đã nói ra lời chia tay với Liên Sơn vì cô thấy bản thân đang dần mất đi cảm xúc và tâm lý thì càng ngày càng bất ổn. Liên Sơn cố thuyết phục rằng sẽ mãi ở bên cô để giúp vượt qua khó khăn này nhưng Lưu Hà một mực từ chối. Cô sẽ mau chóng rời khỏi căn nhà đó. Một thời gian sau cảnh sát điều tra và đã bắt giữ Dương Lợi vì tội xâm phạm bí mật thương mại. Trương Thuận thì đang trên đường bỏ trốn cũng bị lực lượng cảnh sát chặn đầu vây bắt, hết đường chạy cho kẻ tàn ác này. Vì việc Lưu Hà chia tay với Liên Sơn nên anh Cảnh rất tức giận không hiểu tại sao em gái mình lại làm như vậy. Anh và Kim Nhiên cố gắng khuyên giải nhưng Lưu Hà giờ đây chỉ muốn khép mình không nghe bất kỳ ai. Để điều tra về cái chết của mẹ Lưu Hà, Liên Sơn đã tới khu sân thượng năm đó để hỏi người quản lý nơi đây. Thời gian cũng đã khá lâu rồi nên anh đó không nhớ được chi tiết cho lắm. Đang không biết phải điều tra từ đâu thì một người bạn gọi tới báo đã tìm được số điện thoại của người cảnh sát điều tra vụ án năm đó. Trở về nhà, Liên Sơn đã nấu một bữa cơm thịnh soạn chờ Lưu Hà về ăn cùng. Anh cũng đưa cho cô cuốn sổ đỏ của căn nhà. Liên Sơn đã mua đứt căn nhà này từ chỗ chị Lai và để tên hai người họ trên bìa đỏ. Từ giờ ở đây chính thức là nhà của hai người. Liên Sơn đã cho Lưu Hà thấy được sự chân thành của anh. Cả đời này anh chỉ muốn ở bên và chăm sóc cho cô. Mãi mãi không rời xa nhau. Hôm sau Liên Sơn tới gặp vị cảnh sát năm đó phụ trách vụ án. Anh ta cho thấy sự cố năm đó chỉ là tai nạn chứ không hề có ai cố tình gây ra. Kéo một bao gạo bị trượt từ dưới lên còn khó. Huống chi đó là một người lớn và người kéo lại là một đứa bé hơn 10 tuổi. Liên Sơn cũng xin vị cảnh sát đó điều tra lại giúp hồ sơ năm đó để có thể hiểu sâu hơn và giúp Lưu Hà vượt qua nỗi ám ảnh tâm lý hiện tại. Liên Sơn trở về nhà thì không thấy Lưu Hà đâu. Nhân viên nói cô đã rời đi từ rất sớm. Anh vội vã đi tìm thì phát hiện cô đang đứng ở tầng thượng năm đó, nơi xảy ra sự cố giữa cô và người mẹ. Tâm lý Lưu Hà giờ đây đang rất bất ổn. Nhận ra bạn gái sắp làm điều dại dột nên Liên Sơn ra sức khuyên ngăn. Anh đã giúp cô điều tra vụ án năm đó và giải thích rằng mọi thứ chỉ là sự cố ngoài ý muốn chứ không phải do Lưu Hà gây ra. Mẹ cô đã quá kiệt sức với thế giới này nên chỉ muốn kết thúc nó nhanh chóng. Lưu Hà thì vẫn trách bản thân chỉ cần cố gắng kéo mẹ lên một chút là bà đã có thể sống sót. Nhưng với một đứa bé như cô ở thời điểm đó là vô cùng khó. Sau một hồi khuyên giải và chấp nhận sự thật, Lưu Hà cũng bình tĩnh hơn. Liên Sơn ôm cô vào lòng an ủi và động viên cô không được bỏ cuộc vì sẽ luôn có anh ở bên cô là điểm tựa. Và thế là mọi chuyện kết thúc êm đẹp.
Bộ tiểu thuyết hành động trinh thám của Liên Sơn cũng đã hoàn thành và có tới 2 cái kết để nhà làm phim tha hồ sáng tạo. Vậy là bộ phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nhớ ấn like và subscribe để không bỏ lỡ những video hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.